đi xe đạp là rất nhiều các bạn. Nói chung hồi xưa còn nhỏ đó thì những các bạn mà cùng trang lứa rồi cùng thôn xóm gần nhà này kia đó thì mấy bạn cũng đi như vậy luôn. Thì nói chung là có một khoảng thời gian là nói chung là cũng vui, với lại cũng hơi khó khăn một xíu tại vì phải đi bộ. Ví dụ buổi trưa nắng đi học về phải đi bộ, hoặc là đi một đoạn đường xa nữa thì sẽ đi xe đạp, rồi lên dốc này kia thì rất là mệt đó. Rồi các bạn biết cảm giác đi học mà đi học xong rồi đói meo luôn, rồi phải đi bộ về nữa, trời nắng nữa, đi về tới nhà là chỉ thay đồ ra và bắt đầu kiếm đồ ăn ăn. Và cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất là leo lên giọng nằm nghỉ mệt. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời nhất sau khi đi học về. Và các bạn có biết đây là đoạn đường nào không hả? Nếu các bạn đi thường xuyên thì các bạn có thể biết.